thử lòng giả, mất người yêu thật. Em nghĩ là câu chuyện này chắc là của khách mời đúng không ạ? Thì nó sẽ có những cái cách thử nó rất là dại dột, giống như là đưa cái tình yêu của mình ra có hoặc không luôn. Ví dụ như nếu như bây giờ hỏi anh trai là đàn ông đúng không? Anh có thích những người để em nói hết câu. Okay. Không, ý em nói là đàn ông thì người ta rất là yêu cái đẹp, phái đẹp, yêu những cái đẹp đúng không? Vậy ví dụ nếu như bây giờ mà anh đã có người yêu, anh đã có vợ rồi, ví dụ vợ anh hoặc là người yêu anh thử anh là làm mai cho anh hay là thử một cái người nào đó rất là xinh đẹp và tán tỉnh anh. Nhưng mà là trong cái hành trình tán tỉnh đó là có sự xuất hiện của người vợ không? Không. Không đúng không? Rồi, nhưng mà cái sự sắp đặt đó là do cái người nữ làm. Tất nhiên là người đàn ông cũng sẽ đổ đúng không anh? Nếu như mà là anh của hồi trước á, kiểu như là mình còn ý trẩu á, ham vui á anh. Tụi em biết ý trẩu là gì không? Ấu trĩ. Hồi mà anh còn ấu trĩ á, kiểu như vậy mà ta đưa đẩy, kiểu như vậy đó, phải không? Đưa nhưng cái mà gì? Đưa gì kệ người ta. Còn đẩy gì cũng kệ tôi luôn đi. Nhưng mà quan trọng ở đây á là hồi xưa thì mình thoải mái trong cái mối quan hệ, càng lúc càng lớn lên á thì là nó lại khác. Nhưng mà là ở trong cái trường hợp mà là của đúng trai luôn á, thì trong những cái mối quan hệ khi mà là trai đã xác định là mình sẽ quen rồi thì trai không thể làm được việc đó. Các bạn biết lý do tại sao? Trai đưa hẳn Facebook cho người ta luôn. Của trai á, đưa hẳn luôn. Em cần điện thoại của anh phải không? Cầm luôn đi. Anh giấu không có giỏi, anh rất là dở luôn. Cho nên là tốt nhất là mình cứ chơi bài ngửa người từ lúc đầu là khỏi suy nghĩ. Nhưng mà thật ra thì em thấy những người đàn ông như anh ít lắm. Ngày xưa em yêu á là tình yêu đối với em như một màu hồng vậy. Mặc dù có thể là người ta giấu mình rất là nhiều điều, giấu mình đủ thứ luôn, nhưng mà bản thân em cũng không kiểu như mình không muốn tìm hiểu. Vì một khi mà họ đã muốn giấu rồi mà bây giờ mình có tìm thì tất nhiên là cái tình yêu đó nó sẽ không còn đẹp nữa. Vậy cái nguyên nhân nào, nguyên do đâu mà chị bước tới cái chuyện là mình sẽ thử lòng cái người yêu đó của mình để mình lòi ra những cái chuyện mình không muốn thấy, không muốn biết? Thật ra thì mình cũng đã gợn một chút xíu, nhưng mà mình nghĩ là thôi kệ đi, chắc không có gì đâu. Thì cũng giống như là một cái dại là mình đem một người khác ra để mà mình rủ một cô bạn đi chơi hay gì đó. Rồi xong rốt cuộc là hai người làm quen chát chít với nhau. Thế thì đâu có dạy đâu Ngọc, nó là khôn đó chứ. Tại vì sau pháp thử đó mình sẽ biết được là người đó của mình như thế nào. Đấy là thông minh đó chứ. Bởi vì em bảo là cái chữ gợn, chị nghĩ cái chữ gợn của em dịch ra đó chính là sự nhạy cảm á, và chịu trực giác của mình rất là mạnh. Vậy đó em phải mừng chứ đúng không? Tại vì mình đã có một cái hành động rất là thông minh. Nhưng mà chị có những trường hợp là nếu như mà người phụ nữ á, có những lúc người ta đang rất là yêu, đang rất là vui nhưng mà người ta vẫn không tin. Rồi ví dụ ngay lúc đó người ta vẫn thử cái người yêu của họ. Mà đàn ông thì họ rất là yêu cái đẹp giống như em nói rồi, lỡ như cái người đó đẹp quá hay là có sức hút quá rồi họ lại mũi lòng ngã lòng thì sao? Mặc dù trong mối quan hệ giữa hai người đang rất là vui thì em nghĩ là cũng nếu như mà nó rõ ràng quá thì mình nên thử, còn nếu không thì thôi mình thử để làm gì. Không phải tất cả mọi phép thử nào cũng cho ra một cái kết cục đau buồn giống như Bảo Ngọc. Giống như là khi mà chị đã trải qua rất là nhiều những cái mối tình làm chị lên bờ xuống ruộng vì vô tình xem tin nhắn của người ta lúc người ta ngủ thì thấy được người ta đang nhắn với ai đó rất là thấm thiết, mà trong lòng người ta lúc nào cũng nói là em là người duy nhất. Mình vỡ ra cái phép thử này của mình rất là có giá trị vì mình biết được là mình có phải là người duy nhất hay không. Và khi mà chị đeo cái nhẫn này vào, nhẫn đính hôn, thì á chị cũng có một lần thấy được người hôn phu của chị để cái điện thoại để vô tình để lại Việt Nam vì anh ta phải đi về nước, thì chị mới nói là không, cái này không được. Mình mà cau một cái nó là mình chắc chắn là cái ký ức kia hiện và là bể nữa là phải trả nhẫn nữa. Nhưng mà không, mình vẫn phải thử. Dù là mọi thứ đã được ổn định rồi, mình đã đeo nhẫn vào rồi và sắp đám cưới là mình vẫn phải thử. Thế là lấy cái điện thoại ra xem. Ồ may quá, tất cả các tin nhắn trong sạch. Ngay cả với người yêu cũ, trong sạch. Perfect. Mình nói ok, vậy là mình có nên thử hay không? Có chứ. Nếu như lúc đó mình mở ra mình thấy là anh không muốn cưới em đâu, anh chỉ thích Jin Tuấn Kiệt thôi. Tự nhiên mình đã thành một cái trò đùa. Đó thì mình cứ phải thử. Nếu mình thích thử là mình thỏa mãn cái sự tò mò của mình. Tại sao có sự tò mò? Vì mình không thấy được kết quả ổn định như mình mong muốn. Mình chưa thật sự chắc chắn, nhưng khi tiềm thức đã nói là chắc chắn clear thì không bao giờ trong đời chị sẽ thử nữa. Vì mình đã tin tưởng hoàn toàn, nhưng khi mà Bảo Ngọc có một sự thôi thúc, hình như có cái gì đó sai sai ở đây, có nên thử không ta? Có nên bước vào căn phòng đó không ta? Có nghĩa là em vẫn còn tò mò. Cái sự xuất hiện của người đó trong đời mình vẫn chưa thật sự chắc chắn. Nên đôi khi thử đi, biết đâu kết quả tuyệt vời. Đó là suy nghĩ về của phái yếu. Thì không biết là phái mạnh ở đây anh trai. Anh có bao giờ mạnh lắm em chưa? Mạnh chứ, mạnh lắm. Mạnh em tên trai là thấy mạnh rồi. Ừ. Anh có từng bị thử không hả? Dạ. Thì hồi nãy anh cũng nói rồi đó, tại vì là anh xác định trong mỗi cái mối quan hệ luôn là anh không muốn giấu gì hết trơn trời, cho nên là anh cứ quịch tẹt ra vậy đó. Chính vì anh quịch tẹt vậy cho nên là anh cũng chưa bao giờ được thử hoặc là ngược lại cả. Tại vì khi mà là họ tin anh rồi xong á, thì là bản thân anh có làm cái gì đi chăng nữa thì là chính cái niềm tin đó là khiến nhân cái việc mà người ta đặt tình cảm cho mình là nó có lý do hơn là cái việc mà là em cứ mong lung rồi xong cái là giữa hai người có một cái gì đó mà là nó cứ kín kín á, hở ừ. kiểu như vậy á. Mình thử chỉ khi mình biết mình đủ mạnh để mà mình chấp nhận cả hai đáp án luôn, một là đúng hai là sai, mình đều có thể kiểm soát nó được. Là mình đang thách mình mà thách người đó và thách cả mình, là mình có chấp nhận được cái sự thật hay không. Tại vì tất cả các nhà mà hóa học hay là những cái người đi khám phá, những người chế ra những cái chế tạo những gì mới, họ được chấp nhận thất bại nhiều lần sau khi họ thử, vì họ biết cái cuối cùng đó họ có được một cái sản phẩm hoàn thiện nhất. Nên mình đừng có ngại thử. Tôi nghĩ là những câu trả lời của các anh chị cũng đã rất là đầy đủ, rất rõ ràng, đúng không? Trinh cũng muốn xem tiếp là chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi giờ mình tới câu chuyện thứ hai đi. Tới câu chuyện thứ hai đi. Vô tình trở thành phép thử của bản thân. Ô sao rối quá vậy, là sao? Ủa là sao? Cụ thể câu chuyện như thế nào? Câu chuyện của O2O.Elly. Rồi mời em khai sáng đi em. Thật ra là cũng không có ý định thử, mà vô tình đưa em đi thì lại thành thử thôi. Chứ còn bạn thân không có ý định là mang em đi thử. Có nghĩa là cái hôm đấy là buổi tối bạn em có rủ em đi chơi, và đi chơi cùng với người yêu của bạn ý. Thế là hôm đấy đi chơi thì ăn đi chơi thì cũng bình thường thôi, tại em không bao giờ để ý người yêu bạn đâu. Thế nên là đến tối về tự nhiên bạn em nhắn tin cho em: mày ơi tao không tin được. Em ơi, nó nhắn tin với tao, nó bảo xin lỗi tao nhưng mà nó thích mày. Hả? Gì? Cái gì đâm ban vậy? Cái gì kỳ á? Nhắn tin tao thế, nhưng mà nó nghĩ là chắc là vì lý do gì đấy nên là cái bạn trai ấy mới dùng em để làm lý do kiểu như là thôi hết yêu á. Em cũng nghĩ suy nghĩ chắc phim Hàn Quốc mà, chắc lại có vấn đề gì nên là đem em ra để kiểu như là để nói để lấy làm như là một lý do thôi, đúng không? Dạ. Thế xong rồi là 2 ngày sau, có nghĩa hai đứa đấy nó cứ im lặng nhau thôi. 2 ngày sau em mới phát hiện là có tin nhắn, là tin nhắn chờ. Em vào xem thì có nghĩa là nhắn tin tán tỉnh kêu là thích em này kia, em ấy nhắn tin luôn cho bạn em bảo: ôi mày, nó nhắn tin cho tao thật. Em mới hỏi bạn em là: ủa thế mày muốn tao xử nó thế nào? Thật ra cái lúc em nhắn tin cho bạn em như thế thì là em đã nhắn tin chửi thằng kia một trận rồi. Là kiểu như ý là tại sao mà kiểu như nếu mà không phải em á thì cũng là người khác thôi. Nên là nhưng được cái là bạn em thì luôn tin tưởng em. Và sau cái ngày hôm đấy á thì hai đứa chia tay trông êm đẹp luôn. Sau hôm đấy bạn em cũng có nhắn tin nói em là: may là có mày thì kiểu như là mới biết được là bộ mặt con người của người yêu tao nó như thế nào á, nó có đáng để cho tao trân trọng và yêu thương không á. Thì chuyện tình kết thúc. Thế là em là vô tình thôi, chứ không phải là bạn em cũng không có ý. Nghĩa là em cũng không có ý, đúng không? Biết là các vị cố vấn viên cũng là khách mời mình có chia sẻ gì không ạ? Mỗi lần nghe chị cố vấn viên thấy căng thẳng lắm nha. Cái chị chỉ thích cái cảm giác gia đình của mình, người họp gia đình đâu sao các anh chị có chia sẻ gì với mình đang họp gia đình không ạ? Cái chuyện nó quá rõ ràng rồi, thấy không? Dạ. Cái bạn nam đó thật sự là không được, chuyện như gió chiều nào thì đó. Triệt. Không, một từ thôi, triệt. Theo như quan điểm của em á, là em nghĩ là người đàn ông là mình thứ nhất là không bao giờ được đụng vô bạn thân của bồ. Quá đàn ông này Kiều ơi, tuyệt vời. Không bao giờ, ngay cả ví dụ như em có chia tay bạn đó rồi thì em cũng sẽ không bao giờ đụng vô những cái người bạn của bạn đó. Được, tiếp đi đệ. Tuyệt vời quá. Tiếp đi đệ. Sao nữa? Điều thứ hai là em nghĩ là người đàn ông á thì mình nếu mà tiện mình nói ra cái lời như vậy thì có phải là mình làm mất mặt bạn gái mình không? Lời gì phải nói rõ chứ. Không, mình đi vừa gặp bạn của mình, bạn người yêu mình xong thì mình thích bạn của mình, phải là mình làm vậy là bạn gái của mình mất mặt với bạn thân của bạn đó rồi, đúng không? Đúng, không có trọng sĩ diện cho người ta. Đúng rồi, tinh tế. Đúng rồi, không có tinh tế. Vậy là không phải là đàn ông. Đúng rồi, hay quá Kiều ơi. Hợp lý không ạ? Xuất sắc. Giờ biết cho em xin chèn vỗ tay cái được. Cảm ơn mọi người. Mọi người có thắc mắc gì nữa không? Dạ không thầy. Bây giờ mình qua câu chuyện thứ 3 đi ha. Rồi. Giả nghèo thử lòng người yêu. Ôi rồi. Ôi cái này làm hoài. Mình không bao giờ làm được cái này. Dạ. Mình không bao giờ làm được cái này tại vì mình nghèo thật. Sao nè, hãy nghe người hay làm hoài mình phát biểu nè chị. Thì đó, mình phải luôn luôn lúc nào giống như là mình đi với trợ lý mình phải nói là công ty mình đang khó khăn. Thí dụ mà hả bạn mình làm gì mình phải bố lên Facebook như kiểu là hay tháng này sống sót sao qua được con trăng này, để coi ai inbox đây. Ví dụ Minh Xù là người được đánh giá cao nè, mình nói mình chỉ vừa mới bị dấp cái bóp thôi, thật ra trong cái bóp nó có 2 triệu thôi à, nhưng mà mình phải viết lên khổ cực lên. Cuộc sống thật là nhiều những cái trắc trở, liệu có ai giang tay trong cứu đỡ mình trong cái đợt trăng này không. Minh Xù nhắn tin gì vào Instagram: đang ở đâu anh gửi trà sữa qua, có cần ăn gì không? Trời ơi, một người bạn quá dễ thương rồi. Anh Minh Xù rất là tâm lý luôn á. Nhưng tới nay chị Trân vẫn chưa nhận ly trà sữa đó em. Ủa vậy tại sao em lại nhận được? Trời, vậy tại sao em nhận được, chị không nhận được? Vậy là cùng thời điểm đó cái ly trà đó của chị mà chuyển qua của em. Anh giới thiệu là cái ly trà sữa gì Trân Châu đường đen rất là. Đúng rồi, đúng rồi. Quậy 18 vòng. Anh chỉ luôn quậy 18 vòng. Cũng nói chị như vậy luôn, cuối cùng không gửi cho chị mà gửi cho em. Là chị biết tấm lòng rồi, nhưng thôi ngại nhận tấm lòng cũng được. Ý là lâu lâu mình phải giả khổ, coi trong lúc mình khổ nhất, trong lúc mình khó khăn nhất có bạn nào bên cạnh mình hay không, có người nào đồng hành hay không, có ai rủ đi coi phim, trả tiền vé giùm không, tại trước giờ mình từng tàn bao người ta không à. Thì bạn bè thích chơi với mình là đúng rồi, nhưng mà nếu mà mình giả bộ một lúc đó mới bị giật bóp, trời ơi vừa mới bị giật xô hay là xô bể rồi hả, tháng này khó quá không có event, rồi coi có bạn nào giang tay bảo bọc không, cũng nhiều phết. Dạ. Đấy, cũng thử. Bây giờ mình thử nghe xem cái câu chuyện của cái nhân vật muốn chia sẻ của cái chủ đề này là như thế nào nha. Cao ca, rồi mời em. Chàng trai này là một chàng trai sinh viên ra trường được 2 năm. Bạn 26 tuổi thì gia đình đã có kinh doanh rồi, cho nên bạn học kinh doanh từ gia đình. Xong một thời gian đó thì tới thời điểm 26 tuổi bạn đã có cho mình một căn nhà riêng, một chiếc ô tô riêng, một chiếc SH riêng luôn. Nhưng và bạn cùng thời điểm đó bạn có hứa là đã hứa mua xe đạp điện cho cháu của mình khi mà cháu đạt học sinh giỏi. Và cũng từ ngày năm bạn đó không có người yêu, người bạn thân của bạn đó có giới thiệu một người bạn gái cũng là người mới ra trường mà đang làm ở trong ngân hàng. Thì sau một thời gian hai người nói chuyện với nhau, trao đổi qua lại thì có hẹn gặp nhau. Sáng hôm đó anh đó cũng diện đồ rất là bảnh bao, vuốt tóc rất là bảnh bao, nhưng mà cái chiếc xe của ảnh là bị thủng lốp. Thì ảnh mới quyết định là mượn chiếc xe đạp điện của đứa cháu để đi hẹn hò. Cùng thời điểm sáng hôm đó là anh đó có xem được một cái video clip là giải nghèo thử lòng người yêu, cho nên là mới quyết định là thôi hôm nay là nhân dịp này mình thử luôn. Và anh cũng biết được là nhà hai người gần nhau, chỉ cách nhau khoảng 2 cây số thôi, cho nên là quyết định đi xe đạp điện đó. Khi mà tới nơi thì người bạn nữ hơi ngạc nhiên và hỏi anh là anh đi hẹn hò ngày đầu tiên bằng chiếc xe đạp điện sao? Thì anh kêu đâu có sao đâu em, nhà gần nhau mà mình đi xe đạp điện cũng được. Thì cứ thấy hai người vòng vòng đi xe đạp điện. Anh có ngỏ ý hỏi đôi ba câu, nhưng mà cái chị đó thì khó chịu không muốn trả lời. Cảm thấy hụt hẫng. Sau đó thì anh này cảm thấy hơi kỳ cục thì mới hỏi là em có bị sao không? Cô gái gắt lên. Anh còn hỏi nữa, bây giờ người ta đã có nhà, có xe ô tô, ít nhất đi xe thì cũng phải là xe SH, tại sao bây giờ anh vẫn còn đi xe đạp điện trong khi mình là người đàn ông 25-26 tuổi rồi? Thì anh mới kêu là anh là một người học kinh tế. Anh nói là thì đây là một bài toán kinh tế thôi em. Thì mình đi xe đạp điện để mình tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm đỡ thải chất thải ra không khí, đỡ giảm ô nhiễm rồi hiệu ứng nhà kính. Anh nói chuyện như vậy thì cô gái mới kêu vậy thì anh cứ ngồi ra, anh cứ đi xe đạp điện mà anh ngồi giải bài toán kinh tế này đi, em đi về. Rồi cô gái quyết định là bỏ về luôn. Ok, câu này câu chuyện thật hả? Dạ đó là một câu chuyện có thật. Có thật à? Không, em nghĩ đây là những câu chuyện có thật. Câu chuyện này là em rất là nhiều, những cái mẫu chuyện rất là nhiều. Nhưng mà cái người đó em có quen không? Đây là bạn trai chia sẻ trên Confession. Nếu mà Confession chị nghĩ là những cái lời thú thật á, chia sẻ thật là có thật thiệt. Em mà là bạn nữ đó lại yêu bạn trai đó liền. Cái gì? Ủa? Tại sao? Anh lại muốn thành nữ rồi. Anh lại thật đúng không? Không phải, đây nè, nghĩa là mình phải nắm được một cái quan niệm rằng nghĩa là những người giàu thật á. Khoan, hiện tại bây giờ là anh đang ưỡn ngực đó em nói sao? Em sẽ làm anh tự hào chứ. Quan niệm của em á là những người mà thật sự giàu á, giàu mà theo nghĩa đen luôn á, là người ta sẽ không có phô trương, rất là đơn giản, đúng không? Giống như em hột vậy đó, thực ra em không có gì hết. Không vậy là em không có cái hột nào luôn. Từ trên dưới em không có cái hột nào luôn. Em nói vậy đó, những cái người ta thật sự giàu á, người ta không bao giờ người ta phô trương gì hết. Rồi tiếp có những cái người bạn đi xe đạp, đi học suốt 3 năm cấp 3 luôn. Em qua nhà nó là cái lâu đài với mình là cái nhà. Còn có những đứa bạn đi xe tay ga này, xe tay ga kia, qua nhà ba má mấy bạn đó phải suốt ngày làm lụng đi bán ngoài chợ này kia, rất là cực khổ. Em đã từng chứng kiến những cái chuyện đó rồi nên em nghĩ là cái quan niệm của em luôn đúng. Nghĩa là cái anh này anh đi xe đạp điện như vậy, bảo vệ môi trường là rất là văn minh. Em mà là bạn nữ đó là em chắc chắn em sẽ yêu cái bạn trai đó. Tại vì em quá tinh tế và thông minh và em có tầm nhìn về thế giới đó. Con chàng trai quá tà tưa đi. Không biết là các chị em phụ nữ mình là mình thấy như thế nào trong câu chuyện này? Thật ra thì cái cách thử này cũng hay đó chứ. Bởi vì mình sẽ biết được là giống như chị Trinh nói là mình sẽ biết được cái người phụ nữ đó hay là cái người đàn ông đó có đến với mình vì tình cảm hay không, hay là đến vì một cái vật chất hay là một cái gì đó. Và trong cuộc sống sẽ có những lúc khó khăn giống như vậy, thật sự là khó khăn. Thì họ có cùng mình vượt qua những cái khó khăn đó hay không? Hay là lúc mà cơm lành canh ngọt thì không nói, đến lúc cơm không lành canh không ngọt thì bỏ mặt mình luôn. Thì đó là một cái phép thử rất nên thử chứ. Để mình biết được là mình có nên dành hết cái tuổi thanh xuân và cái tình cảm cho cái người bên cạnh hay không. Và họ có xứng đáng với cái điều đó hay không. Vậy là sau chương trình ngày hôm nay là cánh đàn ông á, biết làm gì không? Cẩn thận lời chị em phụ nữ nói nha các bạn. Vậy cuối cùng á, thật sự hỏi thiệt nha. Cuối cùng nếu là các bạn sau khi mà chúng ta ngồi với nhau trò chuyện bên nhau, ai sẽ là người thử hoặc là đã từng thử hoặc là sẽ thử người yêu sau này? Nếu là chị sẽ làm rồi đó. Thật lòng thôi nha, còn nếu mình không cảm thấy thoải mái với cái việc thử thì mình còn có suy tư khác mà. Kìa, Hoàng thì chỉ có một nửa thôi thấy không? Một nửa người cảm thấy là nên dùng phép thử. Em hay là số ít. Số ít có can đảm dám thử. Đây là mình sẽ hỏi thử là tại sao các bạn nghĩ là không nên dùng phép thử. Đó mới là câu hỏi quan trọng. Vì rõ ràng là có rất nhiều những chứng cứ, nhưng mà Kaka vẫn nghĩ là không nên. Tại sao? Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống thì cái quá trình mà người ta yêu nhau thì người ta đã hiểu hết tính cách của người đó rồi. Mình phải tìm mọi cách để mình hiểu người đó. Mình chưa hiểu người đó thì mình phải thử người đó thôi. Thì em cảm thấy những người đó trước khi quen mình đã tìm hiểu một phần, sau khi quen mình tìm hiểu kỹ hơn nữa thì tại sao mình phải thử người đó. Tốt, còn Nunu nãy thấy chị lắc nè, lắc đầu nè. Tức là tại vì em, tức là khi mà chị nói là mình muốn thử khi mình đủ cái thách để mình nhận á, nên là nhiều khi em nghĩ là em hơi bị chưa có đủ can đảm để mình đưa ra cái thử thách, tại vì mình chưa có sẵn sàng để mình nhận kết quả. Dạ, nên mình tự thôi miên rằng là mọi việc vẫn ổn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà không thử như vậy thì lỡ mà cái bạn trai đấy thực sự có cái gì đó giấu mình ở phía sau sao, thì mình cái nỗi đau đó nó cứ kéo dài như vậy. Đến lúc mà mình phát hiện được thì lúc đấy tình đã đậm sâu rồi thì sẽ khó để mà có thể ấy lại vượt qua được. Thế này nha, bây giờ chị nói là ở dưới cái nệm này có một con gián chết, nhưng em rất là sợ gián. Vậy nếu thói theo Nunu với Kaka là các bạn sẽ không mở lên đúng không? Các bạn sẽ không mở ra vì bạn biết là con gián nó có thể có một con gián ở đó thật, hoặc là nó dọa mình, hoặc là có một con gián chết thật. Nhưng nếu như là thử ngay bây giờ thì ít nhất tối nay mình ngủ yên là không có con gián nào gì đó hết, nó chỉ dọa mình thôi. Hoặc là em mở ra em thấy con gián chết thật, hoặc thậm chí là 2-3 con gián mà nó bị rã ra nữa. Và em phát hiện ra nếu như em đã không thấy con gián và em không tự đối diện với con gián đó thì nó cũng là một con gián ở dưới đó, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trong cái nhà của em, mà thậm chí ở trong cái đầu của em là có một con gián, không biết có con gián hay không. Nên chị nghĩ là trong bản thân của chị thì chị rất là tôn trọng việc là chúng ta chưa sẵn sàng thử thì mình không thử không sao hết, mình chưa đủ can đảm để đối diện với con gián đó. Đối với cá nhân em, cái chuyện thử hay không, đối với em bản thân em không nên thử, tại vì cái người mà mình đang trước mặt mình, đang giao tiếp với mình, ví dụ là chị là người nói cái chuyện con gián đi, nếu là chị nói em tuyệt đối tin tưởng chị 100% thì em sẽ không có gì phải thử. Tại đối với em cái chuyện thử đó nó cũng không có quan trọng lắm, nếu như mà ví dụ người đàn ông có giấu tới cỡ nào thì cái gì mà cái câu là đi đêm của ngày gặp ma đúng không, thì chắc chắn là cái chuyện gì giấu hoài thì cũng sẽ tự lòi ra được thôi. Thì khi đó trực giác của người phụ nữ sẽ luôn mách bảo được rằng là cái người đàn ông đó có đang giấu mình hay không mà không cần thử. Đồng ý. Thế giới này nó có rất nhiều thứ dối trá rồi, cho nên là nếu như mà thật lòng được biết bao nhiêu phần trăm thì cứ thật lòng đi. Tại vì mình đâu có biết được á, là cái gì nó sẽ đến đâu ha. Cho nên á là ai muốn thử thì tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ có được một cái không có cân nhắc, có được một cái kết quả mỹ mãn ha. Còn nếu như mà là ai không muốn thử thì thôi, tốt nhất là cứ thoải mái đi, vui vẻ với nhau. Nhưng mà hãy nhớ là có một người chị đã nói với Trinh khi mà Trinh đi học thêm về tâm lý, chị đã nói em học thêm về tâm lý à, hãy cẩn thận với những gì em đang đào sâu vào. Mà khi mà mình nghe cái câu đó mình cảm thấy là chị đang quan tâm tới mình, bởi vì nếu như em hiểu thêm về ngóc ngách trong đầu của một ai đó đang nghĩ gì qua hành động của họ, qua những gì họ đang thể hiện, có nghĩa là em đang mở ra một cái thế giới mà mình không chắc chắn sẽ không có thể nào tiếp nhận ngay được. Nó có thể rất nhiều những cái lời dối trá hoặc là có những cái thứ mình không biết. Bây giờ mình sẽ vén màn ra, hãy cẩn thận. Nhưng Trinh không thích cái từ cẩn thận, giống như việc đó, đi qua đường phải cẩn thận, chơi với Kiệt phải cẩn thận. Kiệt cũng thả thính lắm cẩn thận, thì cái chữ cẩn thận là người ta tiêu cực, người ta cảm giác là sẽ có nguy hiểm tới, mình phải cẩn thận. Trinh thích đổi cái từ đó thành là hãy nhận thức và tỉnh táo với những gì em đang đối diện. hãy tỉnh táo khi chơi với Kiệt. Kiệt hay mượn tiền lúc mà đổ xăng lắm. Đúng không? Hãy tỉnh táo với cái nơi này, bởi vì đôi khi có những con gián ở dưới đó chúng ta trượt lên nó, và hãy tỉnh táo hơn, hãy cẩn thận. Nên mình sẽ không cẩn thận với những phép thử, mà mình sẽ tỉnh táo trong một mối quan hệ, và mình vàng thật thì không sợ lửa. Nên là mình sống rất là ngay thẳng, nên là thách thử. Nên bây giờ mình cũng có thể thử thách lại. Người nào mà không phải vàng thật thì mình thử thôi, mình đâu có sợ. Dạ thì đó thì em nghĩ là tóm lại là những cái vấn đề của chúng ta á, là cái thử hay không thử thì mình cũng nên tùy trường hợp. Mình nên tỉnh táo thôi, chứ mình không nên cẩn thận vào những phép thử. Nên áp dụng cái nào cho hợp lý nhất, đúng không ạ?